Vịnh Cam Ranh có một vị trí chiến lược quân sự vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, nên không khó hiểu khi vùng vịnh này được cả Nga, Trung lẫn Hoa Kỳ quan tâm và muốn đặt căn cứ quân sự để làm bàn đạp tấn công khi có chiến sự. Riêng Nga là nước đã từng có căn cứ quân sự ở khu vực này, nhưng sau đó đã rút lui. Gần đây thì nước này lại mong muốn quay trở lại, nhưng việc đó là không dễ dàng khi hiện nay Nga đang có những đối thủ đáng gờm khác là Mỹ và Trung Quốc. Về vấn đề này, chuyên gia phân tích quân sự của Nga đã có một bài phân tích khá sâu đăng trên trang TASS với tựa đề Trở lại Cam Ranh. Tại sao Nga có thể quay trở lại vịnh nhưng không theo hình thức cũ trước kia? Cụ thể hơn về bài viết này, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung hôm nay để tìm hiểu nhé! Vâng, thưa quý vị, mở đầu bài viết, tác giả đã viết: những năm gần đây, trong bối cảnh mâu thuẫn trong quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng gia tăng, truyền thông Nga định kỳ nhắc lại khả năng Nga khôi phục hiện diện quân sự tại căn cứ Hải quân Cam Ranh ở miền Trung Việt Nam. Chủ đề này bắt đầu được thảo luận tích cực hơn khi vào đầu tháng 6, Hải đội tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương PAC gồm các tàu chống ngầm cỡ lớn PPL, Đô đốc Chibus, Đô đốc Vinogradov và tàu chở dầu biển hạng trung Pechenga đã thực hiện các sứ mệnh đường dài trong đại dương thế giới. Hải đội đứng đó 3 ngày rồi rời cảng, trong khi các cơ quan báo chí và dư luận quốc tế tiếp tục tranh luận sôi nổi suốt một thời gian dài về việc Nga trở lại Cam Ranh. Tình trạng tương tự như thế cũng xảy ra vào tháng 10 năm 2016. Cụ thể, bài báo viết tiếp: khi Ngoại trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Nikolai Pankov thông báo ý định của phía Nga trong việc thăm dò khả năng nối lại hoạt động của căn cứ Cam Ranh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các hoạt động của Thái Bình Dương, khôi phục hoạt động của hạm đội cũng như trung tâm tình báo radar Lausdes ở Cuba. Sau tuyên bố đó của tướng Pankov thì mọi chuyện có vẻ gay gắt hơn, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga thêm căng thẳng, leo thang giữa Lầu Năm Góc và Bộ Quân sự Nga. Vâng, sở dĩ tác giả bài viết nói rằng Nga có ý định trở lại Cam Ranh là bởi vì đây từng là nơi mà Nga cho đặt căn cứ quân sự của mình trong quá khứ. Cụ thể hơn, theo trang tin thanhniên.vn của Việt Nam đã đăng tải rằng, sau năm 1975, Liên Xô đã quan tâm đến căn cứ Cam Ranh. Phó Đô đốc Hải quân Liên Xô là Valentin Kozlov đã đến khảo sát tỉ mỉ quân cảng này theo chỉ đạo của Tư lệnh Hải quân Liên Xô, lúc đó là ông Sergei Kroskov. Sau đó, ông Kozlov làm bản báo cáo đề xuất sử dụng Cam Ranh làm điểm cung ứng dịch vụ hậu cần cho tàu thuyền Liên Xô hoạt động ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ông ấn tượng với các cơ sở dịch vụ của Mỹ xây dựng trước đó ở Cam Ranh kéo dài cả 100 km. Ngày 2 tháng 5 năm 1979, chính phủ Việt Nam và Liên Xô ký hiệp ước sử dụng chung căn cứ Cam Ranh trong vòng 25 năm đến năm 2004 và tự động gia hạn sau 10 năm. Ban đầu, đơn vị hậu cần 922 của Hải quân Liên Xô đến Cam Ranh thiết lập nơi đây là điểm cung cấp từ thực phẩm, quân trang quân dụng, nhiên liệu, rồi bệnh viện, cứu hỏa và cả ngân hàng. Liên Xô xây trạm điện diesel và tua bin khí ở đây để tự chủ về năng lượng. Lính thủy Liên Xô ở Cam Ranh được hưởng các dịch vụ tiện nghi trên bờ, có cả bãi tắm, nhà hát. Tuy nhiên, việc xây dựng căn cứ chỉ thực sự diễn ra từ năm 1982 với binh đoàn tác chiến chiến dịch số 17, hạm đội Thái Bình Dương đảm nhận tái thiết Cam Ranh. Đó là thời cao điểm chiến tranh lạnh, khi đứng trước mối lo về các cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ từ tàu sân bay và tàu ngầm vào Liên Xô, đã khiến các lãnh đạo Liên Xô quyết định triển khai hải quân ra thế giới để ngăn ngừa từ xa các đòn tấn công của đối phương. Binh đoàn số 17 xây dựng các cơ sở hạ tầng để phát hiện và theo dõi tàu sân bay, tàu ngầm, tên lửa cùng những dấu hiệu hành quân của địch để dễ tiêu diệt. Việc đảm bảo an ninh cho máy bay và tàu bè của Liên Xô thuộc trách nhiệm của quân đoàn này. Lúc đó, Liên Xô còn có binh đoàn tác chiến chiến dịch số 5 ở Địa Trung Hải, số 8 ở Ấn Độ Dương, số 7 phụ trách Đại Tây Dương và Bắc Cực. Còn binh đoàn tác chiến chiến dịch số 17 ở Cam Ranh phụ trách Thái Bình Dương. Binh đoàn này gồm có sư đoàn tàu ngầm số 38, trung đoàn tàu chiến số 119, sư đoàn tàu vận tải 255 và 300. Trung đoàn Không quân 169, đơn vị đặc nhiệm dưới nước số 501, trung tâm thông tin. Tướng Astop nhận xét, với địa thế quan trọng trên Biển Đông, Cam Ranh như họng súng chĩa vào đầu đối phương.
Trong bài báo đăng tải trên TASS, tác giả cũng nhắc lại lịch sử căn cứ hải quân của Liên Xô ở Cam Ranh như những gì báo Thanh Niên đã thông tin. Sau đó, tác giả viết tiếp. Tuy nhiên, vào năm 2001, Nga tuyên bố ý định từ bỏ việc sử dụng cơ sở Cam Ranh. Bà lãnh đạo đất nước đã quyết định rút đội quân Nga khỏi căn cứ sau khi đánh giá mức độ tiếp tục hiện diện của hải quân Nga ở đó sẽ hiệu quả như thế nào từ quan điểm chính trị, quân sự và tài chính. Moscow đi đến kết luận rằng, vào thời điểm đó, đối với nước Nga, Cam Ranh đã hoàn thành đầy đủ mục đích là một hình thức hợp tác trong lĩnh vực quân sự với Việt Nam. Việt Nam ủng hộ quyết định này và khẳng định nó hoàn toàn phù hợp với các hiệp định song phương. Đồng thời, quan chức Hà Nội ngay lập tức gửi tín hiệu rõ ràng tới những người kỳ vọng vào chỗ trống của Nga. Việt Nam tuyên bố không có ý định cho nước nào khác thuê Cam Ranh mà sẽ độc lập quản lý, sử dụng tiềm năng của cơ sở này để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội cấp bách. Và hiện nay, Nga đang muốn trở lại Cam Ranh như những gì được dự đoán trước đây. Nhưng theo như tác giả bài viết, thì Nga không thể nào trở lại Cam Ranh bằng hình thức cũ được. Lý do được tác giả đưa ra như sau. Mùa hè năm 2012, một phái đoàn Lồng Năm Góc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là Leon Panetta dẫn đầu đã đến Cam Ranh. Truyền thông Mỹ khi đó đưa tin rằng ông được cho là đã đạt được thành công trong các cuộc đàm phán với lãnh đạo Việt Nam về việc thuê một số cơ sở kỹ thuật quân sự của Cam Ranh với triển vọng điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu quân sự của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Bắc Kinh đã cố gắng thuyết phục Hà Nội cho thuê, đề nghị đầu tư 1 tỷ đô la vào nền kinh tế Việt Nam chỉ để lấy sự đồng ý và sau đó trả thêm 500 triệu đô la cho mỗi năm thuê. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ rất khó gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Trung Quốc. Bởi vì tình hình căng thẳng ở Biển Đông đang leo thang, nơi mà quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Hoa Lục xâm phạm suốt nhiều năm qua, thì giờ không thể cho Trung Quốc tiến sát hơn được. Còn về phía Hoa Kỳ, thì Việt Nam vẫn còn ghi nhớ rất kỹ bài học sâu sắc mà nước này đã để lại trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Duy chỉ có bạn Nga là người đáng tin cậy hơn cả để Việt Nam giao phó Cam Ranh. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng, nếu Việt Nam từ chối Mỹ Trung và bắt tay với người Nga, thì chắc chắn Việt Nam sẽ làm mất lòng hai ông lớn kể trên và nó sẽ khiến cho mảnh đất hình chữ S đối diện trước nguy cơ bị rút vốn đầu tư, bị chặt đứt con đường giao thương kinh tế và thậm chí là đối mặt với những cuộc tấn công trực diện trên phương diện truyền thông. Bởi vì chúng ta nên biết rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện đang là hai đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước Việt-Mỹ và Việt-Trung luôn nằm trong top 10 và vượt lên trên cả bạn Nga. Vậy nên có thể nói, Trung Mỹ hiện nay là hai nhân tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển toàn diện lâu dài. Hơn nữa, nếu Việt Nam chấp nhận cho Nga trở lại vịnh Cam Ranh, thì cũng đồng nghĩa rằng nước này sẽ trở thành trò cười của thế giới. Bởi vì đứng trước cộng đồng quốc tế, Việt Nam từng nhiều lần khẳng định rằng mình luôn theo đuổi đường lối ngoại giao trung lập. Cùng với chính sách quốc phòng 4.0, Việt Nam sẽ không cho phép bất kỳ ai đặt căn cứ quân sự tại nước mình vì bất cứ lý do gì. Do đó, phía Hà Nội đã có những phản ứng nhanh chóng trước tham vọng của những ông lớn đang dòm ngó vịnh Cam Ranh. Cụ thể hơn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố rõ ràng rằng Việt Nam không có ý định cho nước nào thuê vịnh Cam Ranh. Việt Nam sẽ độc lập quản lý sử dụng tiềm năng cơ sở này để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội cấp bách. Và đúng như những gì được tuyên bố, sau các nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan chức năng Việt Nam, ngày nay, Vịnh Cam Ranh đang dần trở thành trung tâm du lịch giải trí lớn nhất nhì cả nước. Vào năm 2004, sân bay quân sự cũ của Nga đã được Việt Nam đưa vào khai thác thương mại để trung chuyển khách du lịch và hàng hóa đi khắp nơi. Và 5 năm sau, sân bay này được công nhận là sân bay quốc tế đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Nhưng dù là như thế, thì ý định thuê mướn Cam Ranh của Trung Quốc, Hoa Kỳ và sự quay trở lại Cam Ranh của Nga cũng chưa bị dập tắt hoàn toàn. Cả ba ông lớn này đều muốn chiêu dụ Việt Nam ngay khi có cơ hội trong tay. Riêng với Nga, tác giả bài viết đã phân tích, việc rút quân khỏi Cam Ranh hoàn toàn không có nghĩa là sự quan tâm đến Việt Nam giảm đi. Như trước đây, hai nước chúng ta tiếp tục tương tác, kể cả trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự. Bài viết đã đưa ra dẫn chứng vào năm 2013, Hà Nội và Moscow ký thỏa thuận thành lập cơ sở chung về bảo dưỡng và sửa chữa tàu ngầm tại Cam Ranh. Đúng một năm sau, Nga và Việt Nam đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về thủ tục đơn giản hóa việc cho tàu chiến và tàu thuyền Nga vào cảng Cam Ranh của Việt Nam.
Văn bản này thiết lập cái gọi là thủ tục hòa giải đối với việc tàu thuyền Nga và Cam Ranh, vì điều này chỉ yêu cầu thông báo cho chính quyền cảng về việc tàu Nga tiếp cận lãnh hải Việt Nam, phục vụ trong đại dương thế giới. Hiện tại, theo các chuyên gia quân sự, việc miễn phí và Cam Ranh là đủ đối với Nga. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể việc thực hiện các nhiệm vụ hiện tại của các tàu phục vụ chiến đấu và hàng không chiến lược của hạm đội Thái Bình Dương. Cùng với những nỗ lực của Nga, trong những năm gần đây, một căn cứ tàu ngầm đã được tái lập ở Cam Ranh, nơi hiện có 6 tàu ngầm Vazhayanka do Nga sản xuất, được đóng theo hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Rosoboro Export cho Hải quân Việt Nam. Nga và Việt Nam đã hợp tác thành công trong việc bảo trì các thiết bị hiện đại này và đào tạo thủy thủ đoàn tàu ngầm Việt Nam. Trong trao đổi cá nhân, chỉ huy phân đội tàu chiến hạm đội Thái Bình Dương tới thăm Cam Ranh hồi đầu tháng 6 năm nay, thuyền trưởng cấp 1 Oleg Kurolev thừa nhận việc vào cảng này luôn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Hải quân Nga. Sau cùng bài viết kết luận, mặc dù vịnh Cam Ranh ngày càng được nhắc đến như một ngôi sao đang lên trong thế giới nghỉ dưỡng, nhưng thành phần quân sự của đặc khu này của Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cam Ranh vẫn là nơi gắn kết lực lượng Hải quân Nga và Việt Nam gần 4 thập kỷ. Việc tàu chiến Nga thường xuyên ghé thăm các cảng Việt Nam hiện nay là sự khẳng định chúng ta có kế hoạch sâu rộng và Việt Nam vẫn là đồng minh chiến lược của Nga. Qua bài viết, chúng ta có thể thấy việc Nga đồn trú quân sự như hơn 20 năm trước là điều không thể. Việt Nam cũng không cho phép bất cứ quốc gia nào làm việc đó. Còn việc hỗ trợ, hợp tác về quân sự hay cho tàu chiến các nước hiện diện ở vùng vịnh là điều bình thường, bởi điều đó có ý nghĩa rất quan trọng với Việt Nam, nhất là khi Trung Quốc 5 lần 7 lượt dùng vũ lực để lấn lướt Việt Nam trên Biển Đông. Và thiết nghĩ là trong tương lai tới, Việt Nam càng phải kiên định hơn nữa với phương châm chiến lược và mục tiêu của mình tại vịnh Cam Ranh. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần phải cư xử thật khéo léo để không làm mất lòng bạn bè trong câu chuyện chưa bao giờ hết hot này, phải không quý vị? Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.